Chào mừng anh chị quay trở lại kênh đầu tư chứng khoán Quang Trần Invest. Cái phiên giao dịch đầu tuần ngày hôm nay cũng là lần thứ ba mà thị trường trong khoảng 10 phiên trở lại đây nó có một phiên tăng trên 1%. Cái phiên đầu tiên là ngày 23 tháng 5 và phiên thứ hai là ngày 28 tháng 5 và ngày hôm nay là ngày mùng 3 tháng 6. Đây cũng là lần thứ ba thị trường nó tăng trên 1% nhưng chưa vượt qua được cái vùng 1285 điểm cái điều gì nó sẽ xảy ra trong một vài phiên tới khi mà thị trường nó chưa vượt qua ngay cái vùng mươi điểm này thì mình sẽ phân tích chi tiết ở trong cái nội dung video ngày hôm nay để anh chị em theo dõi về diễn biến cũng như xu hướng của thị trường trong những phiên sắp tới bao giờ thị trường nó sẽ vượt đỉnh bao giờ chỉ số vn nó sẽ vượt đỉnh và ba cổ phiếu mà anh chị em cần phải theo dõi cần phải bám sát trong những phiên sắp tới kể cả trong trường hợp thị trường nó có test lại tiếp tục rung lắc thì ba cổ phiếu này anh chị em cũng cần phải bám sát để chuẩn bị cho cái kế hoạch lên tàu nó đang mang lại những cái tín hiệu nó chuẩn bị tăng mạnh trong những phiên sắp tới và nếu như mà đây là lần đầu tiên anh chị em biết đến kênh của quang lần đầu tiên anh chị em theo dõi video của quang thì nhớ để lại cho quang một like và một subscribe kênh anh chị em nhé sau đây thì mình sẽ đi vào cái phần nội dung chi tiết bài phân tích ngày hôm nay của cái video ngày hôm nay thứ nhất là về diễn biến của thị trường ở phiên đầu tuần ngày hôm nay nó tiếp tục xuất hiện một phiên thanh khoản tương đối lớn với cái mức thanh khoản là khoảng 930 triệu cổ phiếu được giao dịch trong phiên. Tính cả số lượng giao dịch thỏa thuận, tính cả khối lượng giao dịch thỏa thuận thì thanh khoản ở phiên ngày hôm nay nó đạt hơn 1 tỷ cổ phiếu. Với giá trị giao dịch trong phiên ngày hôm nay là đạt khoảng 26.000 tỷ. Nó tiến lên đến tiệm cận cái vùng biên trên của cái vùng cản kháng cự là vùng 1.285 điểm. Anh chị em mà thường xuyên theo dõi video của mình gần đây, theo dõi cái video của mình ở phiên cuối tuần ngày hôm trước thì mình cũng có đánh giá về việc là trong một vài phiên tới khả năng là thị trường nó tiếp tục test lại cái vùng 1.285 điểm. Nhưng nếu như mà chưa vượt qua được cái vùng 1.285 điểm này ngay thì khả năng nó tiếp tục sẽ xuất hiện rung lắc nhẹ nhàng trong một vài phiên tới. Thì thị trường nó test lại cái gáp ở ngày hôm nay về quanh cái vùng 1.270. Nếu như mà giữ vững được ở cái mốc 1.270 điểm trong khoảng 1-2 phiên tới và sau đó rút chân và dần siết chặt lại cái biên độ thì khả năng cao là cuối tuần này hoặc là sang đầu tuần sau thị trường nó sẽ chính thức vượt qua cái vùng 1300 điểm. Thì anh em cần phải bám sát cái chi tiết này. Còn trong trường hợp mà trong một vài viên tới cái áp lực tiếp tục rung lắc, cái lực cung bán ra nhiều hơn là cái lực cầu tham gia mua đối ứng thì có thể sẽ khiến cho thị trường nó sẽ quay về kiểm tra lại cái vùng 1250 điểm và nếu như không giữ được cái vùng 1250 điểm thì có thể nó sẽ test sâu hơn để kiểm tra lại cái gáp ở vùng 1240 hay vùng 1235 cái mốc hỗ trợ khá là vững chắc của thị trường nó đang nằm ở quanh vùng 1235 1230 trong trường hợp xấu thì thị trường nó sẽ kiểm tra lại vùng này sau đó nó hồi phục và nó sẽ men theo cái vùng mây dày này để đi lên nếu như trong trường hợp xấu nhé Cái kịch bản này là kịch bản số 2 Còn kịch bản số 1 là một vài phiên tới Thị trường nó kiểm tra lại quanh vùng 1270 Là cái vùng điểm số thấp nhất của phiên ngày hôm nay Phiên đầu tuần ngày hôm nay Sau đó nó tiến ngay tới vùng 1310, 1315 Và sau khi kiểm tra vùng này này Đấy thì nó mới quay về Nó rũ mạnh xuống bên dưới Và nó quay về vùng 1230, 1235 Và sau khi quay về vùng này nó nhúng xuống bên dưới vào bên trong của cái mây dày và sau khi nhúng vào bên trong của mây dày thì lúc đấy nó giật ngược lên và nó quay trở lại cái đà tăng của nó và sẽ giúp cho thị trường nó tiến lên đến vùng 1350 hay là xa hơn là vùng 1400 Đấy là kịch bản thứ nhất. Còn kịch bản thứ hai là ngay trong phiên ngày mai ngày kia với cái đà bán ra nó tiếp tục gia tăng vì dòng tiền dòng tiền ở đoạn này là dòng tiền đầu cơ rất lớn dòng tiền FOMO của nhà đầu tư nhỏ lẻ, của nhà đầu tư cá nhân là vẫn đang neo ở một cái mức rất là cao. Nên cái kịch bản số 2 này nó cũng có xác suất xảy ra. Nếu như mà cái nguồn cung bán ra trong một hai phiên tới nó gia tăng, nó tiếp tục gây áp lực lên thị trường mà cái cái lực cầu tham gia mua đối ứng không đủ để hấp thụ lại cái nguồn cung bán ra thì có thể sẽ khiến cho thị trường nó quay về cái mốc 1235, 1230. À, có thể là trong cuối tuần này hoặc là tuần sau, chúng ta vẫn phải đề phòng rủi ro. Để trong trường hợp nếu như thị trường nó quay về để nó kiểm tra lại cái vùng 1230 35, anh chị em có sẵn cái hướng để xử lý, có sẵn hướng để mua hay là bán cổ phiếu. Trong trường hợp mà thị trường nó men theo nó đi theo kịch bản số 1 ấy, nó tát lại nhẹ nhàng về quanh vùng 1270 thôi, tát lại cái vùng điểm số thấp nhất của cái phiên ngày hôm nay ấy, sau đó nó nhanh chóng nó rút chân đi lên, có cái lực cầu tham gia đối ứng dòng tiền chảy vào những cổ phiếu trụ để giữ chỉ số, giữ nhịp chỉ số thị trường ấy. Thì đây là một điều tương đối tích cực và anh chị em có thể lựa chọn cái việc đánh ngắn, đánh T cộng và canh lên đến vùng 1310 để có thể canh để chốt lời khi nào mà thị trường nó gặp cái vùng cản ở vùng này này. Và sau khi tiến lên đến vùng 1310 này, lúc đấy nó xuất hiện cái nhịp gọi là nhịp rũ sau khi vượt đỉnh. Và sau khi cái nhịp rũ vượt đỉnh xong, nó rũ lại về đây này đấy là kịch bản thứ nhất anh chị em nhá thì anh chị em cũng cần phải chú ý kịch bản này đây là lý do vì sao giai đoạn này anh chị em vẫn nên ưu tiên có cổ phiếu ở trong tài khoản vẫn nên ưu tiên cầm cổ phiếu nó ở cái mức khoảng 50% để anh chị em vừa đỡ áp lực và trong trường hợp thị trường nó tiếp tục nó kéo lên thì anh chị em vẫn có hàng vẫn có cái khoản lợi nhuận anh chị em nhá đấy là cách mà anh chị em đi vốn cũng là cách anh chị em giải ngân và đấy cũng là một cái phương án tối ưu và anh chị em cần phải linh hoạt ở trong giai đoạn này để có thể mang về cái khoản lợi nhuận anh chị em nhá. Đấy là cái đánh giá của mình về diễn biến cũng như là về xu hướng của thị trường trong thời gian tới mà anh chị em cần phải bám sát. Sau đây mình sẽ đi sang cái phần số 2 là ba cổ phiếu anh chị em cần phải bám sát trong những phiên sắp tới. Thứ nhất là cái thằng Hoa Sen và thằng Nam Kim. Ở cái nhóm này cho đến thời điểm hiện tại thì thằng Hoa Sen nó đang có những cái vận động nó khỏe hơn là thằng Nam Kim. Đối với những anh chị em mà chưa cầm những cổ phiếu thuộc nhóm thép này thì có thể canh trong một vài phiên tới Khi mà thị trường rung lắc Nếu như trong một vài phiên tới mà nó test lại Nó kiểm tra lại cái gap ngày hôm nay Có thể nó chỉ nhúng xuống Test lại cái gap này quanh vùng 21.8 thôi Sau đó nó xuất hiện một phiên Rút chân đi lên, hướng đi lên Và cuối phiên Thì đó là cái phiên anh chị em có thể tham gia Mua muộn, mua sau thằng Hoa Sen Còn những anh chị em mà đang cầm những cái này Tiếp tục ưu tiên nắm giữ Trong một vài phiên vừa rồi Nó có những cái tín hiệu nó test lại Và thằng Nam Kim với bản thân thằng Nam Kim nó có hai lần nó test lại đấy rồi và thanh khoản nó thấp dần rồi kể cả trong một vài phiên tới nó tiếp tục cái lần test thứ ba nó chưa lên ngay được và nó tiếp tục nó test lại lần thứ ba và nó cùng pha với thằng hoa sen nó test lại cái gáp bên dưới và sau cái lần thứ ba nó xuất hiện tiếp tục xuất hiện một phiên hướng đi lên thì đó là cái phiên anh chị em tổng lực thằng nam kim cũng có thể lựa chọn một trong hai thằng cổ phiếu là thằng hoa sen và thằng nam kim vì đến thời điểm hiện tại hai cổ phiếu này nó chưa vượt được cái vùng cản trong ngắn hạn và vượt qua cái vùng cảng trong mấy phiên vừa rồi mà nó quay đầu thì đó có thể là cách vận động của thằng hoa sen và thằng nam kim trong một vài phiên tới cái nhóm thép mình đánh giá thời gian tới nó sẽ vào sóng và sẽ giúp cho những cổ phiếu như hoa sen như nam kim nó sẽ chính thức nó vượt đỉnh thì anh chị em có thể chú ý những cổ phiếu này sóng sóng dòng thép nó cũng giúp anh chị em mang lại khoản lợi nhuận rất là tốt kể cả trong thời gian vừa rồi anh chị em chưa ăn được gì mà anh chị em cầm được nguyên cái con sóng của nhóm thép thì mang lại khoản lợi nhuận rất là tích cực luôn anh chị em nhé cái nhóm này thì có rằng VGS nó đã tăng trước rồi, nó tiến lên cái vùng đỉnh của hồi năm 2022 trước rồi Thì mình đánh giá là những cổ phiếu như Nam Kim, như Hoa Sen nó sẽ sớm lên theo sau những cổ phiếu như VGS mà đã tăng trước rồi Nên anh cho em nhớ chú ý những cổ phiếu này, nó đã trải qua quá trình rũ đi rũ lại rồi, nâng đáy xong rồi Cái quá trình tích lũy đã đủ dài rồi, nên cái thời gian tới sẽ là cái thời điểm mà cái nhóm thép nó sẽ đi lên những cổ phiếu như hoa sen những cổ phiếu như nam kim nó sẽ đi lên thì em nhớ chú ý hai cổ phiếu này cổ phiếu thứ hai là cái thằng pvd pvd và pvs có thể uh, lựa chọn một trong hai cơ hội thứ hai là thằng pvd cuối phiên ngày hôm nay nó cũng có những cái cách vận động nó tương đối tích cực cuối phiên hôm nay thì mình báo anh chị em mua ở quanh cái vùng 32 nó chỉ cần nó vượt qua cái phiên giảm rung lắc mạnh ở cái phiên ngày 24 tháng 5 với thanh khoản khá là lớn vì trong mấy phiên vừa rồi nó cũng có một cái nhịp nó test lại hay đấy trong ngắn hạn. Đây là cái nhịp test lại lần thứ nhất và đây là lần thứ hai. Thanh khoản nó thấp dần. Phiên ngày hôm nay nó đánh hướng lên. Thì đây là một cái tín hiệu tương đối tích cực của thằng PVD. Ngày mai mà thằng này tăng mạnh thì đây là một tín hiệu rất là đẹp và sẽ giúp cho nó này nó tiến lên tiệm cận vùng 34.5 đến vùng 35 trong những phiên sắp tới. Còn về thằng PVS thì nó tương tự thôi. Thì anh em mà đang cầm PVS ấy, thì có thể lựa chọn việc lên lên đến vùng 47 48 để ưu tiên để chốt lời một phần. Ưu tiên chốt 50% và giữ lại 50% để lãi nó chạy thôi. Kể những cổ phiếu như PVD, anh chị em cứ đánh lên đến cái vùng này, anh chị em ưu tiên chốt 50%. Nếu như mà nó phá vỡ cái ngưỡng hỗ trợ bên dưới thì anh chị em bán nốt cái phần còn lại anh chị em nhá. Hay là những cổ phiếu như PVC khả năng là ngày mai ngày kia nó sẽ lên. Hay là PVB, PVB thì sóng này nó lên rất khỏe rồi anh chị em nhá. Đấy là những cổ phiếu thuộc cái nhóm dầu khí. Đấy là PVS và PVD là cái lựa chọn thứ hai. Có thế còn lựa chọn thứ ba thì trong một vài phiên tới. Anh em chú ý cho mình là cái thằng đích và thằng phát đạt ấy. Tại sao anh chị em lại cần chú ý thằng đích và thằng phát đạt? Thì cái phiên ngày hôm nay ấy, mình đánh giá thằng đích nó có những cái cách vận động tương đồng so với cái phiên ngày 16 tháng 7 năm 2021. Trong trường hợp một vài phiên tới mà thằng đích nó xảy ra một nhịp rũ mạnh ngược xuống dưới, kể cả ngày mai nó giảm mạnh đi chăng nữa. Và sau đó sang phiên ngày kia, đầu phiên nó tiếp tục thể hiện một cái tín hiệu tiêu cực là giảm đầu phiên đến khoảng 1 giờ 30 nó tiếp tục giảm ngày kia ấy, Sau đó vào cái khung giờ là khoảng 2 giờ 15 đến 2 rưỡi ngày kia mà nó rút chân được đi lên. Anh chị em có thể đánh tổng lực thằng đích ở phiên ngày kia, kể cả có giảm sàn đi chăng nữa nhá. Lấp lại cái gap ở ngày hôm nay nó rũ xuống cái vùng 27. Sau đó quan trọng là cái phiên ngày kia ấy, Đầu phiên thì nó giảm để nó tiếp tục ép anh chị em bán ra bằng sạch những hồi này. Sau đó cuối phiên nó rút chân đi lên Nó phải rũ được hầu hết anh em ra khỏi thị trường Thì cuối phiên nó mới rũ ra được Nó mới rút chân đi lên, lên được Thì tổng hai phiên mà thằng Đích nó có thể giảm Trong một vài phiên tới Nếu như nó giảm về quanh vùng 26 Nó có thể giảm khoảng 7 đến 10% Ngày kia mà nó rút chân Anh chị em nhớ chú ý để đánh thằng Đích Giúp mình Khi đó ấy, cái khả năng Nó giống như cái phiên ngày 20 tháng 7 Khá là cao Vì lúc đó nó đã rũ được hầu hết anh em ra khỏi thị trường rồi khi đó anh em mua ấy, thì cũng là cái thời điểm mà thằng đích chính thức trở lại con sóng của nó đích bản thân nó là một cổ phiếu có tính đầu cơ rất cao và khi mà đích nó trở lại con sóng cũng là cái thời điểm mà thị trường vượt địch thì trong trường hợp những cổ phiếu như đích ấy, nó mà xảy ra kịch bản này thì nó sẽ rơi vào kịch bản là thị trường xảy ra kịch bản số 2 thị trường nó test lại quanh vùng 1235 mùa 1230 ấy nếu như mà thị trường nó xảy ra kịch bản này trong một vài phiên tới anh em nhớ chú ý thằng đích và thằng phát đạt giữa mình anh em nhá kẻ thằng phát đạt cũng vậy nhỉ. phát đạt phiên hôm này nó tăng nhưng mà chạm ngay cái đường em ơi năm ngày nó chưa vượt qua ngay được thì có thể nó sẽ test lại và sau cái nhịp test này này thì chính thức những quý này nó sẽ vào sóng à, vì thời gian vừa qua chắc hẳn hầu hết anh chị em đã quên cái con sóng đã quên cái nhóm bất động sản rồi hay là novaland này Novaland thì hôm nay hoạt động tương đối tích cực trong thời gian vừa qua thì thằng Novaland nó hoạt động nó có cái quá trình nó test lại hai đáy thì cũng có thể là thời gian tới thằng Novaland nó sẽ vào sóng nó sẽ trở lại con sóng nó lừa nhiều nhà đầu tư trong thời gian vừa qua quá nhiều rồi thời gian tới kể cả nó vào sóng chưa chắc nhiều anh em đã dám mua đâu nếu như anh em có đánh Novaland thì cũng có thể kỳ vọng lên đến vùng 18 đánh ngắn lên đến vùng 18 19 đó nhưng với bản thân thằng đích ấy, và thằng phát đạt đấy một khi nó quay trở lại con sóng Thì mình đánh giá thằng đích ấy, nó phải lên đến vùng 35-40 Thằng phát đạt thì nó phải lên đến cái vùng này Cũng lên đến vùng 35-40 Để anh chị em có cái kỳ vọng vào những cổ phiếu này Trong thời gian tới anh chị em nhé Thì đó là ba cơ hội mà anh chị em cần phải bám sát Trong thời gian tới Anh chị em kiên nhẫn chờ đợi và định cái thời điểm Thị trường nó đảo chiều Sau cái nhịp rũ có thể sẽ xuất hiện nhịp rũ mạnh đấy nhưng sau cái nhịp rũ ấy cơ hội nó đến rất lớn với anh chị em nên mình đánh giá kể thị trường nó diễn ra theo kịch bản nào thì chúng ta vẫn có rất nhiều cơ hội để giải ngân trong thời gian tới anh chị em nhé nên anh chị em nhớ chú ý cho mình về cái kịch bản này này của thống đích cũng như là phát đạt xem nó có xuất hiện cái nhịp rũ này hay không và trước khi nó đảo chiều ấy nó cần có một phiên rũ mạnh ấy có thể là giảm sàn luôn ấy thì giảm sàn thì anh chị em đang cầm cổ phiếu thì mới bán ra bằng mọi giá luôn nhưng mà sau khi bán thì cũng là cái thời điểm mà cổ phiếu nó xác nhận để nó đi lên anh em nhớ nếu như mà trong một vài phiên tới trong phiên nhé trong phiên nó test lại để lấp lại cái gáp hôm nay sau đó cuối phiên nó rút chân đi lên thì mình đánh giá là cái tín hiệu này nó sẽ tích cực hơn nó sẽ tích cực hơn với những người như đích như là phát đạt anh em nhá ngoài những cổ phiếu này ra thì còn một số cơ hội khác đó là dòng tiền ở phiên ngày hôm nay nó đang có những cái tín hiệu nó tích cực chảy vào nhóm bất động sản công nghiệp với những cổ phiếu như VGC này hay là có cái thằng EGC riêng thằng cổ phiếu EGC nhá trong một vài phiên tới mà ngay trong phiên ngày mai đi nó test lại về quanh vùng 15 đến 15 5 năm để quanh vùng này này giả sử nó đánh tương tự giống như thằng EVG ở phiên này này trước đó thì nó xuất hiện một phiên tăng trần phiên này sau đó khoảng vài phiên thì nó rũ lại nhưng điều quan trọng nhớ chú ý cho mình nhá là thằng này này thằng EGC này nó không nên thủng cái vùng 15 3 Cái đường EMA 20 ngày Trong một vài phiên tới nó sẽ hướng lên trên Nằm trên Cái vùng 15.2 Sau đó nó rút chân đi lên Thì đó là cái cơ sở để anh chị em mua Thằng VGC không nên thủng nhá Không nên thủng cái đường EMA 20 ngày Và cái tín hiệu tích cực nhất Là nó nằm trên cái đường EMA 19 ngày Thì nó sẽ có cái cách vận động Nó tương đồng so với thằng EVG Như này này thì anh chị em có thể lựa chọn để tham gia ở phiên này hoặc là tham gia ở phiên rút chân này, này. lấy trước vị thế và phiên này anh em lấy đủ vị thế. Đấy là thứ nhất là với thằng EGC, thứ hai thằng VGC trong một vài phiên tới mà nó test lại thì đây là cái cơ sở anh em tham gia, đấy là thằng VGC. Trong thời gian tới khả năng cao nó sẽ vượt đỉnh và nó sẽ đánh lên đến quanh vùng 65, đấy là thằng VGC trong thời gian tới. Để anh em có những cái kế hoạch để chuẩn bị chuẩn bị vốn để giải ngân vào những cơ hội này anh em nhé. Thì trong một vài viết tới, kể là thị trường nó diễn ra theo cái kịch bản nào thì anh chị em nhớ chú ý cho mình những cổ phiếu bên trên thứ nhất là nam kim thứ hai là hoa sen thứ ba là pvd có thể thêm thằng pvs thứ năm là thằng đích và thứ sáu là thằng phát đạt trong thời gian tới cũng như là một số cơ hội khác thì mình đang ngắm nghĩa thêm khi nào nó có tín hiệu tham gia thì mình sẽ báo anh chị em để anh chị em kịp thời tham gia để không bị lỡ cái con sóng đầu cơ con sóng chạy nước rút trong thời gian tới anh chị em nhớ và nếu như anh chị em thời gian vừa qua đầu tư chưa hiệu quả, ấy, đặc biệt là từ đầu con sóng, chưa mua được những cổ phiếu như BVS như CTS như FTS hay là những cổ phiếu như Đạt Phương mà từ đầu con sóng mình khuyến nghị anh chị em ấy. Mà đến thời điểm hiện tại từ tháng 4 trở nay vẫn chưa ăn uống được gì. Mà theo dõi kênh của Quang, theo dõi video của Quang mà thấy cái phương pháp đầu tư của Quang hiệu quả, mang lại lợi nhuận giúp anh chị em thì anh chị em có thể làm theo hướng dẫn trên màn hình để với đồng hành cùng Quang thời gian tới những cơ hội này nó xác nhận mình sẽ báo anh chị em để anh em kịp thời tham gia không bị lỡ nhịp không bị lỡ sóng vào được đúng điểm vào sớm nhất không bị mua đuổi phô mô anh chị em nhá và anh chị em theo dõi video đến giờ này nhớ ấn vào nút like và subscribe kênh để kịp thời update về cái xu hướng về diễn biến của thị trường cũng như ở các cơ hội tiềm năng trong thời gian tới anh chị em nhá cảm ơn anh chị em đã theo dõi